너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말 믿지 않는 건데 뭐라고 뭐라고 아무리 말해도 Chào các bạn, và bây giờ mình đang ở trên cái tỉ để chuẩn bị lên Seoul. Nhưng mà thường thì mình cũng không có thích lên Seoul kiểu như vậy đâu. Tại hôm nay là có một cái chương trình trên Seoul nếu mình làm quay cho nên mình phải lên Seoul. Thì mà cứ mỗi lần mà quay như vậy đó thì đi lên đi về, đi lên mất hết 3 tiếng rồi đi về mất thêm 3 tiếng nữa mà mất khoảng 6 tiếng. Đặc biệt đó là mặc dù đi tốn rất là nhiều thời gian như vậy đó và tiền vé đi lại cũng khá là mắc. Một lần đi như vậy là khoảng 60.000 won là khoảng 1,2 triệu đó các bạn. Mà cả đi cả về là 2,4-2,5 triệu rồi, bằng cái giá máy bay Việt Nam đi du lịch luôn rồi. Thế nên là mình khuyên các bạn nếu mà muốn đu cái idol K-pop đồ này nọ thì các bạn nên sống ở Seoul hoặc là làm những cái việc liên quan đến ngành báo chí truyền thông, một cái sự kiện hoặc là giải trí hoặc những cái dịch vụ chuyên môn học khỏi Mỹ đồ này nọ. Thì ở Seoul là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Và bây giờ đã thấy lại bầu trời đó này các bạn ơi. Trời đất ơi. Xin chào các bạn. Và bây giờ mình đang được tới được cái chỗ mình hôm nay mình sẽ đi quay đó. Tại vì có một công ty bên Hàn Quốc mời mình đến dự giống như là một cái gọi là interview về YouTuber ở Việt Nam. Vấn đề khó bằng gì? Cảm ơn. Cảm ơn. Thì các bạn thấy ở đây chính là cái nơi mình sẽ quay. Nói chung là trong đây là một cái nhà gọi là một cái studio ở Hàn Quốc đó các bạn. Ở bên trong rất là đẹp, thì tí nữa hy vọng là khi mình đi vào bên trong á thì mình sẽ quay cho các bạn coi rõ hơn. Và để như cũng như là sau này những cái bạn nào muốn làm trong studio đấy thì các bạn sẽ thấy được ở bên trong nghe người ta làm những cái gì. Và cho mình sẽ coi những cái gì cho các bạn cùng xem nha. Ok. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, đây là cái studio ở Hàn Quốc ấy. Thì nói chung trong này nhìn rất là hoành tráng đấy các bạn. Nếu mà các bạn muốn review sản phẩm hay gì đó thì các bạn sẽ có cái bàn đây. Xong các bạn sẽ có cái form ở ngoài đó. Cho nên là các bạn sẽ được như thế này. Đây đây các bạn. Để đây nha. Đấy. Review sản phẩm ở đây và cái máy các bạn sẽ đặt quay đây nè. Nhưng mà tại vì mình làm biến đặt cái game keyboard quá cho nên là các bạn thôi. Thì trong này còn rất nhiều thứ nữa. Nói chung cũng rất là vui. Ví dụ như là cái bàn trang điểm nè, cả cái máy chiếu sáng nữa, lại cái đánh đèn nữa tùm lum. Nói chung trong này nhìn rất là vui à. Nên là hy vọng á là sau này mình sẽ có tiền mà lập một cái studio nhỏ nhỏ thế này này. Nhìn rất là hay luôn. Và bây giờ mình đang chuẩn bị quay ở trong công viên á. Thì đây có hai bạn người Hàn trong công ty sẽ giúp mình quay. Thì cái vlog này các bạn sẽ đón xem vào một ngày nào đó. Mình không biết cái vlog nào lên sớm hơn nữa. Nói chung là bên đội ngũ bên này làm rất là chuyên nghiệp nè. Đó là bạn ấy rất là dễ thương, xinh gái luôn. Bạn ấy rất là nhiệt tình luôn nè. Đó. Và địa điểm quay của ngày hôm nay á đó chính là trong cái công viên này. Tại sao mấy bà này lại chọn cái background như vậy nữa? Nói chung mình nhìn nó rất là công viên luôn, nhìn nó giống như Việt Nam á. Đây. Bên kia có một cái quán gió rất là đẹp, hồi nãy mình có quay được các bạn. Chỗ đó cũng rất là đẹp mà không hiểu tại sao mấy bà này ông chủ quay bên đó ta. Mà tại vì mấy con chị này nè, mấy bạn này chứ tại bằng tuổi mình chứ mình sẽ gọi là mấy bạn. Mấy bạn này quay vậy xong rồi mấy ông già bà già tới người ta mua lại, người ta tập trung người ta coi nhìn mắc cười quá. Và hiện tại đứng bên cạnh này đây là chị VD của kênh Hoa Hoa Live Plus. Not so good.
Sau con ba, mình tên là Sa Nhang Didi. Drive me please. Thì như hồi trước mình có nói với các bạn là mình tính mở một cái shop online. Thì mình đã lên Seoul và để gọi là đi tham quan, tham khảo tình hình thị trường như thế nào. Thì mình cũng tính mua một vài con đôi đem về, nhưng mà mình toàn đi những cái quán, gọi là những cái tiệm mà nó chỉ bán áo quần cho đôi như thế này. Thì các bạn ạ, thì mình rất là tiếc. Nhưng mà được cái là mình tham quan thấy cũng rất là đẹp luôn nè. Thì hôm nay thực sự là rất là mệt rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đi về Busan đây. Còn sau tí nữa thì mình sẽ làm gì sẽ cho các bạn cũng biết luôn nha. Chờ tí xíu nè. Ai các bạn ơi, và mình bây giờ mình đã về lại Busan rồi. Rất là mệt nhưng mà bây giờ không được ngủ đâu. Mình phải đi làm một cái công việc, đó chính là đi làm tình nguyện cho một cái gọi là liên hoan kịch quốc tế. Thì chương trình này mình sẽ mời mình lên làm MC. Thì nói chung là nghe làm MC nó sang chảnh mà thôi, chứ thực tế là mình lên mình nói mấy câu xong rồi mình xuống để mở màn cho một cái buổi biểu diễn của một đoàn khách nước ngoài đấy. Thì trước khi mình đi như vậy thì bên đó đã tặng cho mình một cái gọi là đồng phục uniform. Thì uniform đã bắt mình phải mặc rồi, xong rồi mình là lên đó. Thì các bạn thấy uniform này rất là dễ thương luôn này các bạn. Đấy, sau này có chữ Busan International Performing Festival ở đằng sau đây. Thì cái này nó tặng cho mình hẳn một cái túi bự như thế này luôn. Trong túi bự này có nhiều cái đồng phục khác nữa. Đây mình cho các bạn xem nha. Thì cái này không chỉ nó cho mình tiền đi giao thông là khoảng 10,000 won một buổi, nói chung là không được bao nhiêu hết, nhưng mà nó cho áo quần quá trời luôn, thậm chí cho nhiều cái đồ vật dụng khác như là cái quạt cầm tay. Mình đã đâu mất tiêu rồi, đã mất tiêu rồi, mình không khoe cho các bạn được, nhưng mà nó cho mình nó còn nhiều khác nữa. Ví dụ như là cái áo hoodie nè, hoodie đấy, rất là dễ thương luôn các bạn ạ. Được thêm một cái áo màu đen nữa cũng là giống như vậy. Ui giời, áo lâu ngày không có lấy ra đó, cho nên là nó nhìn như cái dễ lộn nhẹ trong này luôn. Wow, dễ thương lắm đúng không các bạn? Sau này cũng có nè. Đấy, thì mình còn thêm một cái túi như thế này nữa. Nhưng mà các bạn biết không, tại vì bên Hàn Quốc á, mình được nhận rất nhiều những cái đồng phục như thế này của các cơ sở, cho nên là mình không có mặc hết được. Và mình đang tính dự định là mình sẽ tặng hết toàn bộ những cái túi này nè, hết toàn bộ áo luôn lần này luôn cho tất cả các bạn đang xem vlog ngày hôm nay. Thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi, lần này mình không bắt các bạn phải share hay là gì đó, các bạn chỉ cần comment phía dưới tên Facebook của các bạn cũng được. Rồi mình sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bạn nào đó để mình tặng nha. Ok. Thì các bạn cũng biết là dạo này mình đang tập quánh guitar để sau này có thể ngồi quánh đàn guitar cho các bạn xem. Nhưng mà thực sự thì dạo này tập thì cũng có tập nhưng mà rất là khó các bạn ạ, cho nên là không biết làm sao hết. Mà mình thì thích đi hát karaoke ở Norebang, thì các bạn cũng biết là ở Hàn Quốc hay có cái Norebang rất là thịnh hành. Nhưng mà cái vấn đề là mình hay đi ra mấy cái Norebang như vậy đấy thì kiểu như là ngại đi một mình nữa các bạn, với lại cũng khá là tốn tiền, cho nên là không biết phải làm sao. Mà thường thì mình hay ngồi ở nhà hát ở trên YouTube ấy. Nhưng mà vô tình là có một cái ngày kia kìa, thì mình đang đọc trên cái trang mà hội sinh viên Việt Nam trên Facebook ấy, thì có một cái chị nào đó, chị có post một cái app nào giới thiệu về cái ứng dụng nào ta, mình quên mất tên cái tên đó rồi. Cái ứng dụng nó cũng hay lắm, để mình cho các bạn xem nha. Để mình kiếm coi đâu app cái tên này nè. Đây, mình kêu. Các bạn thấy không? Đây là cái app tên là Samsung. Mình thấy bữa mình xài được cái app này thấy cũng hay lắm các bạn. Kiểu như là cái app này các bạn có thể hát bất cứ các bài nào các bạn thích, bất cứ các bài nào các bạn thích luôn. Và đặc biệt trong cái app này cũng có một cái hay nữa, đó chính là các bạn có thể song ca với thần tượng các bạn. Nghĩa là có những đoạn bạn muốn hát thì bạn hát, còn không thì bạn có những đoạn thì có một người khác người ta hát cho bạn, nghĩa là hai người cùng song ca với nhau á. Mình thấy cái đó rất là hay. Và đặc biệt là các bạn có thể nghe bất cứ cái bài nào mà người cover khác người ta cover lại, đặc biệt là người Hàn các bạn. Người Hàn có những người hát hay lắm, cho nên là các bạn vào đây nè, các bạn không chỉ được hát thoải mái, các bạn có thể nghe được người khác hát luôn, và các bạn có thể song ca với người khác nữa, cực kỳ hay luôn. Cái app này nó hoàn toàn miễn phí các bạn, mình xài thử rồi. Mình chẳng thấy có một cái quảng cáo ở trong này hết á. Xài quá chừng luôn mà không thấy một cái quảng cáo nào hết trong này. Rồi mình vừa mới nhận được cái gì nữa nè. Hình như là cái đó là mình cũng không có rành về cái app này lắm.
như là cái app này nó còn cho mình cái điểm để mình tích lũy sau này mình xài để làm cái gì luôn các bạn. Chắc có thể là mua sắm hoặc online miễn phí gì đó. Mình nghĩ là nếu các bạn thích cái kiểu như mà ngồi hát trong nhà đồ này nọ đấy, rồi các bạn không muốn đi ra ngoài, hoặc là các bạn muốn hát cùng với người khác mà người ta hát hay hay chút xíu chứ không phải là mấy đứa bạn của tụi mình, tụi mình hát dở thì mình khó mà hát được lắm. Cho nên là mình thấy đây là một cái app rất là hay, các bạn nên xài nha. Và nếu các bạn cần nó thì mình sẽ để cái link ở phía dưới nha. À, còn nếu mà các bạn muốn hiểu rõ thêm về cái app này, hoặc là các bạn muốn là mình review thử cái app này cho các bạn xem á, thì các bạn có thể comment ở phía dưới để có gì mình sẽ review thử cho các bạn. Bây giờ mình sẽ thử hát một đoạn trong này coi nó là sao nha. Mà mình thì hát cực kỳ dở luôn các bạn à, cho nên là không biết làm sao đây. Chào các bạn. Và bây giờ các bạn thấy đây là khu Central City ở Busan. Các bạn tưởng là ở Busan này rất là quê, đấy là không có quê hết tí nào luôn các bạn nha. Ở đây là một cái khu trung tâm thương mại rất là lớn. Và các bạn thấy là phải đi qua phía bên kia rồi. Mà hôm nay trời đang mưa, bắt ngoài bắt tao quay cái con khùng này. Các bạn thấy đằng sau đây chính là gọi là một cái nhà hát rất là lớn. Ở đây có cái liên hoan phim quốc tế tổ chức ở đây đó các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu quay làm MC đây cho cậu mọi người dây. Đi thôi. Xin chào các bạn, và bây giờ mình đã tới được cái nơi mình chuẩn bị làm MC ngày hôm nay rồi. Và bây giờ mình sẽ bước vào trong, thì hôm nay mình sẽ có những bạn nhân viên tap ở trong đây sẽ ra tiếp mình. Annyeonghaseyo, 오늘 예쁘시네요. 네, 감사합니다. 네, 저희는 부산국제 연극제 스태프 정유진, 자원봉사, 네, 자원봉사단 황수지입니다. 자, 가실까요? 네. 아, 에, 왜죠? 왜? Không phải em mặc áo cho nó đẹp cái chị, anh không mặc những cái thằng xì ghé. Rồi đang quay đúng không, đang quay đúng không? Bây giờ anh câu cuối sẽ nói như thế này nè, cầm mic bên này đi ha, anh quên cầm mic bên phải rồi mà lúc này phải để tay bên này biết sao hạ xuống rõ hả. Hello, xin chào chúng nhau nhỏ các bạn, chào mừng quý vị đến với liên hoan kịch quốc tế Busan lần thứ 16 chế xin được khoe Busan chế được chế Busan coi. Xin chào quý vị khán giả. 안녕하세요. 신사 송녀 여러분. Chào mừng quý vị đã đến với liên hoan kịch quốc tế Busan lần thứ 16. 제16회 부산 국제 연극제 오신 걸 진심으로 환영합니다. Tôi là Trang Hồng Vân đến từ Việt Nam. 저는 베트남에서 온 외국인 홍보 대사 장홍은이라고 합니다. Để giới thiệu cho mọi người vở kịch ba anh em của Tô Gia Tù. Ở đây khai mạc tác phẩm kịch tan Tô Gia Tù의 세 형제를 소개하게 되어 매우 기쁩니다. Trước khi bắt đầu, vui lòng lưu ý những điều sau. 공연 시작하기 전에 몇 가지 안내 말씀드리겠습니다. 嘛，现在没到，那那我们得回来。我现在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 我们得回来。我现